chờ nước nó sôi. Mình sẽ đậy vung vào. Nó sắp sôi rồi này, rất là ngon. Trứng luộc trứng bắt đầu sôi các bạn. Mình để cho nó sôi tầm 3 đến 5 phút và nó chín. Thank you.
Trứng chúng ta đã chín rồi. Mình tiếp tục vớt trứng các bạn nhé.